Và kế đến chúng con xin chuyển đến cho camera Đặng Tuyết, Diệu Thu Mai Châu và xin đường zoom 336 Diệu Âm Hoài Thu ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chuẩn bị câu hỏi của mình ạ. Dạ, A Di Đà Phật, ban tổ chức có kiếm được. Dạ, con mời bác ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con bái bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ. Con có một câu hỏi xin hỏi cho một bạn đồng tu đang có ở trên room ạ. Bạn này liên tục phóng sinh nhưng không đi thả được, lại nhờ một người hay mổ cá và lại bán cho cái Phật tử này thả hộ. Như vậy cuộc phóng Bác bác sinh bác 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 ơi, bác nói chậm chậm lại một chút nha, cho nghe rõ, sao cái âm thanh không được rõ lắm nha. ông thầy. Là Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con bái bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ. Con có một câu hỏi xin hỏi cho một bạn đồng tu đang có ở trên room ạ. Bạn liên này tục. liên tục bỏ tiền ra phóng sinh nhưng không đi thả được, lại nhờ một người chuyên mổ cá và bán cá để bán cho cái Phật tử này và Phật tử này thả hộ. Như vậy cuộc phóng sinh này có được lợi ích gì không ạ? Xin thầy giảng giải và tri ân tới công đức của thầy và ban tổ chức trên đường du ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Nam Di mô A Đà Phật. Phóng sanh thì phóng sanh, nếu thực sự những người bán cá mà phóng sanh cho mình thì mình cũng có chút công đức. Nhưng mà sợ rằng họ phóng sanh theo kiểu của họ là người bán cá, là người bắt cá, là người cần cá để mà họ bán. Họ phóng bằng cái gì đó mà họ bắt lại cũng cái gì đó luôn. Cho nên chư vị phóng sanh như vậy cũng hơi hơi sơ ý đấy. Thà rằng mình đem cái xô mà tới mình mua tự mình ra phóng thì những con cá đó thực sự đã được thả ra. Chứ còn nhờ những người bắt cá mà để đi phóng sanh thì họ là người chuyên môn đi bắt cá, họ đâu có cái tâm từ bi mà nỡ nào bỏ con cá nó thoát đi. Cho nên họ cái nhiều khi để một cái lưới thiệt to ở dưới đó, người ta cầm ở cái thùng này xa xuống thấy mình phóng, nhưng mà thực ra họ phóng trong cái lưới của họ thì cũng kẹt nha chư vị. Cho nên chư vị phải suy xét lại là thực sự cái người bán cá này có làm giùm mình đúng như mình nghĩ hay không, hay là người ta đi làm cái hình thức như vậy mà người ta chuẩn bị bắt lại, thì cái điều này là chúng ta đi về tức hơi nhiều, chứ còn con cá đó chưa chắc gì thoát nạn. Mong chư vị suy nghĩ cho thật kỹ để mà làm cho nó trọn vẹn một chút nhé. Lâu lâu có thể vài ba tháng mình bỏ ra 1 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ bỏ không được đến nỗi phải nhờ người bắt cá mà để đi phóng sanh cho mình sao chư vị? A A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Và chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức thầy Dượng Tịnh Hải. Và xin chuyển đến đường Zoom 336 Quảng Xuân, Nguyễn Mỹ ở Florida, và xin đường Zoom 225 Đoàn Dương Pháp, Danh Diệu Thịnh chuẩn bị câu hỏi ạ. Dạ được rồi, mời chị ạ. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch trên chư tôn tăng ni cùng với chư vị đồng tu trên Zoom. Con xin hỏi một câu hỏi cho người bạn đồng tu của con có mặt trên Zoom mà. Người bạn của con là có một thói quen, bởi vì con mới nghe một bài pháp là chữa ngài trước khi lâm chung. Bà con và người bạn của con luôn luôn là trước khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ cứ kiểm tra cửa ngõ bếp lửa rất là kỹ càng. Thì con lo, vì lo sợ trộm cắp thì cái tập khí này chắc chữa lâu ngày đến lúc lâm chung có bị mất phần vàng xanh không à? Xin thầy giảng dạy cho chúng con biết. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Theo như Tịnh Hải này nghĩ thì cái chuyện này nó cũng không có gì mà quan trọng phải là mất bản sanh. Nếu mà mình nghèo nghèo chút mà mình sơ ý mình để cứu mình để cửa trống trải thì nhiều khi ăn trộm rồi xô thì nó làm cho mình cũng phiền não. Cái phiền não này có thể làm cho mình mất bản sanh. Có thể là khi nhiều khi dùng đó ăn trộm cắp nhiều quá mà mình không ấy, thì nó ăn trộm cắp thăm một lần thì mình có thể còn thoải mái, cho nên thăm 2-3 lần thì lúc đó mình cũng hơi phiền não. Cho nên
đi ngủ đóng cửa kỹ càng. Đây là cái điều hình như là bình thường đối với cái sinh hoạt hàng ngày chứ không có gì. Cái điều quan trọng là làm sao mình niệm Phật. Mà muốn vãng sanh thì cái lúc mà lâm chung đó mình phải niệm được câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu làm gì làm tu mà lúc lâm chung mình không niệm được câu A-di-đà Phật, không nguyện vãng sanh thì cái đó là cái chướng ngại làm mình mất vãng sanh. Chứ không phải đóng cửa đóng ngõ như vậy là cái thói quen này làm cho mình mất vãng sanh nhé. Chứ vì yên chí đi, cố gắng đóng cửa lại một chút, đừng đến mở cửa ra rồi nhiều khi mình tưởng là mình rộng rãi mà sau cùng thì mình bị phiền não cũng không tốt lắm nha chư vị. A-di-đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm cảm niệm. Không biết thầy dự âm tình hải.